Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những phò mã Cộng sản. Ngày 28 tháng 10, báo Tiếng Dân có bài Chuyện các phò mã trong vương triều Cộng sản của tác giả Phạm Vũ Hiệp. Tác giả điểm qua một số phò mã sau đây. Nguyễn Bảo Hoàng, tức Henry Nguyễn, sinh năm 1973 tại Sài Gòn. Rời Sài Gòn năm 1975 khi mới 22 tháng tuổi. Sau đó mang quốc tịch Hoa Kỳ, Henry Nguyễn có bằng cử nhân từ trường Đại học Harvard, bằng thạc sĩ ngành y và quản trị kinh doanh. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Năm 2008, Henry Nguyễn kết hôn cùng công chúa Nguyễn Thanh Phượng, con gái của ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Dũng giữ chức Thủ tướng Chính phủ từ năm 2006 đến năm 2016. Ngày 18 tháng 11 năm 2015, trước thềm Đại hội 12 của Đảng, ông Phan Diễn, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa 10, tiết lộ Nguyễn Bảo Hoàng là con trai của Nguyễn Bá Ban, cựu Thứ trưởng Bộ Kinh tế của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, từng là đại tá tình báo Mỹ ở Sài Gòn. Tác giả cho biết, cuộc tranh giành quyền lực của các phe nhóm trong Đảng Cộng sản đã dẫn đến thỏa hiệp, buộc ông Nguyễn Tấn Dũng viết đơn xin không tái cử và rời khỏi chính trường. Đổi lại, phe Nguyễn Phú Trọng bảo đảm sự bình an cho gia đình của ông Dũng và sự thăng tiến của các ông trong bộ máy cầm quyền. Vụ việc tố cáo nêu trên khép lại, huề cả làng. Henry Nguyễn được biết đến với vai trò lãnh đạo của nhiều công ty thuộc các lĩnh vực tiêu dùng, công nghệ, truyền thông và viễn thông ở Việt Nam. Nguyễn Thanh Phượng tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính, ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, sau đó học thạc sĩ chuyên ngành quản trị tài chính Đại học Quốc tế tại Geneva, Thụy Sĩ. Phượng là chủ ngân hàng Bản Việt, quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt và công ty chứng khoán Bản Việt. Hình ảnh vợ chồng Nguyễn Bảo Hoàng, Nguyễn Thanh Phượng. Phò mã thứ hai là Vũ Chí Hùng, sinh năm 1979, quê ở Thái Bình. Hùng từng du học Mỹ giai đoạn 1997-2003 và du học Anh giai đoạn 2003-2007. Khi về nước, Hùng bắt đầu với vị trí nhân viên của công ty chứng khoán VN Direct. Theo tác giả, năm 2009, Vũ Chí Hùng kết hôn với Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái của ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Trần Nguyệt Thu. Ông Phúc lúc đó là Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, sau này làm Thủ tướng Chính phủ. Từ khi kết hôn với Trang, cuộc đời Hùng cũng bước sang trang mới, hoàng lộ phất lên như diều gặp gió. Anh ta lần lượt nắm giữ những chức vụ quan trọng trong các doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan nhà nước. Cô Trang cũng tham gia cổ phần kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như sản phẩm chăm sóc mẹ và bé, hàng tiêu dùng của các thương hiệu hàng đầu thế giới ở Việt Nam, giáo dục mầm non, buôn bán mỹ phẩm, v.v. Tác giả cho hay ngày 17 tháng 1 năm 2023, tại hội nghị Trung ương bất thường, ông Nguyễn Xuân Phúc bị quy kết phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu và buộc phải về vườn. Bố vợ rớt đài, phò mã Vũ Chí Hùng cũng mất luôn cơ hội ngồi lên cái ghế Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Hình ảnh vợ chồng Vũ Chí Hùng, Nguyễn Thị Xuân Trang. Vị phò mã thứ ba là Hoàng Ngọc Phương, sinh năm 1984, quê Thái Nguyên, Phương tốt nghiệp cử nhân khoa đầu tư trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ra trường, Phương được tuyển dụng vào làm ở một ngân hàng ở Hà Nội. Năm 2010, Phương có được học bổng du học thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Dublin, Ireland. Năm 2012, Phương về nước làm việc cho một ngân hàng của Mỹ một thời gian. Năm 2013, Phương kết hôn với Phạm Lê Bảo Chinh, là con gái của ông Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân. Ông Chính khi đó là Thứ trưởng Bộ Công an, được đưa về làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Bảo Trinh từng du học Anh Quốc và khá kính tiếng, hiện là cán bộ trong văn phòng chính phủ. Theo tác giả, thế lực nhà vợ đã đưa nhân viên Hoàng Ngọc Phương lên và lần lượt nắm giữ các chức vụ tại Vietinbank Hà Nội. Mỗi khi ông Chính thăng chức thì hoàng lộ của Phương cũng tăng theo và hiện Phương là phó tổng giám đốc Vietinbank. Tác giả kết luận, có thể thấy công chúa phò mã ở triều đại nào cũng luôn được bảo bọc, nâng niu và tạo bệ phóng hết mực. Triều đại Cộng sản cũng không ngoại lệ, các phò mã nghiễm nhiên được trọng vọng, hoàng lộ thênh thang, thăng tiến thần tốc, sống trong vương giả vàng son nhung lụa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Những phò mã Cộng sản. Trò hề lấy phiếu tín nhiệm. Ngày 29 tháng 10, báo Tiếng Dân đăng bài Bất tín nhiệm, phiếu tín nhiệm của tác giả Nguyễn Thông.
Theo tác giả, cứ tưởng trò bỏ phiếu tín nhiệm nảy nồi từ năm 2012 bị dẹp, bị vứt vào sọt rác rồi. Ai dè, sau hơn chục năm, nó được dựng lại, có phần hoành tráng hơn. Tác giả cho hay, mỗi kỳ bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Lần nào cũng câu này, TV hát, cầm lá phiếu trên tay, chúng ta cùng nhau đi bầu. Nhưng ai cũng hiểu, họ chả cần mình bầu, phiếu với chả phiết. Bởi chưa bầu đã biết ai trúng, nhất là tứ trụ, thậm chí còn biết trước cả tháng. Tin đồn, thông tấn xã vỉa hè luôn trúng phốc. Kể từ khi Cộng sản cầm quyền thì luôn diễn ra như vậy. Họ có đủ cả, chỉ thiếu mỗi quyền dân chủ thực sự. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Tác giả dẫn lại câu chuyện mà người ta vẫn kể cho nhau nghe về tay trùm Stalin chỉ đạo đàn em tổ chức bỏ phiếu. Khi bọn kia thật thà, muôn tàu thánh thượng, nếu bỏ phiếu thì chúng ta thua mất. Y liền cười, bày làm cách mạng mà chả biết cái gì, ăn nhau ở khâu kiểm phiếu chứ không phải là bỏ phiếu. Cả bọn được giác ngộ lý luận cách mạng vô sản, cười như nghé, chuyện Liên Xô mà nghe quen như chuyện nhà. Tác giả nhận định, trong một bộ máy cai trị cầm quyền, không phải người nào cũng tài giỏi đạo đức, được cả hồng lẫn chuyên, không ít đứa leo lên từ kênh đoàn hội hoặc ngạch hầu phúc của dân tộc. Và nhất là chọn nhầm theo kiểu đảng cử dân bầu. Tuy nhiên, thực chất của cán bộ chỉ cần thời gian ngắn là lộ ra. Vì vậy, cũng nên có sự sàng lọc mà bỏ phiếu tín nhiệm là một cách. Tác giả cho rằng cách tốt nhất, đúng nhất là trưng cầu dân ý, lấy ý kiến của nhân dân để dân bỏ phiếu tín nhiệm. Còn kiểu nội bộ loanh quanh với nhau, nói thật, chỉ diễn. Biện pháp cải lương, dân túy, cốt làm cho có. Chỉ là biện pháp cải tạo nửa vời đối với một bộ máy đang rệu rã, ốc vít hỏng hóc, rỉ sét cùng mòn. Cứ kiểu bệnh hình thức này thì dù mỗi năm, thậm chí là mỗi tháng lấy phiếu tín nhiệm một lần thì cũng chẳng thay đổi được gì. Hình ảnh lãnh đạo cấp cao của đảng bỏ phiếu tín nhiệm trong kỳ họp vừa qua. Tác giả cho biết, lạ ở chỗ, những ai tâm huyết với đất nước và nhân dân lên tiếng về cách làm ăn nhố nhăng đều bị coi là thế lực thù địch, phản động. Quan điểm sai trái. Chỉ những anh luôn tự cho mình là đúng thì mới vu vạ cho người khác là sai trái. Mặt trời còn có lỗ đen, huống hồ con người và thể chế do con người tạo ra. Tác giả đánh giá nếu các vị đúng 100%, họa là thánh hoặc sạch hơn nước cất thì hãy quy cho người khác là sai trái. Đừng có cái thói cứ thấy ai khác ý mình, không đi chung với mình thì kết án là người ta sai trái. Chỉ ra một điều sai trái còn giá trị hơn tỷ lần thói a dua nịnh hót. Trùng ngôn nghịch nhĩ, ngồi ghế cửu trùng cần phải biết điều đó, chứ tự lừa mình và lừa người khác thì còn nói làm gì. Tác giả bình luận, bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm ư, cũng được, nhưng phải làm thực chất, đừng biến nó thành trò cười. Nếu các vị thực sự muốn sửa chữa, thay đổi, tìm kiếm kết quả chính xác của lá phiếu tín nhiệm, thì chỉ cần bỏ phiếu với hai mức, tín nhiệm và bất tín nhiệm, tức là không tín nhiệm, không lôi thôi. Trong đội ngũ cai trị hiện hành có những kẻ hư hỏng không được tín nhiệm nữa, cần bị loại bỏ, thì phải bất tín nhiệm. Chứ chúng còn được tín nhiệm đâu mà bày biện, tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp, làm chi chính trị mà cứ như diễn hài. Và tác giả kết luận, vở hài cười ra nước mắt này chẳng biết đến khi nào mới kết thúc. Đời không thiếu gì người tài đức để thay thế đám hư hỏng kia. Nhưng chúng nó thì vẫn cứ nhơn nhơn tồn tại bởi chúng không bị bất tín nhiệm, chúng vẫn còn được đồng chí, chứ không phải dân, tín nhiệm dù là tín nhiệm thấp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Trò hề lấy phiếu tín nhiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo.d.